Rồi, sau khi lấy hành lý xong đi ra ngoài quý vị. Bây giờ là 1:30 sáng ngày 28 tháng 6 à. Đây, kiểm tra hành lý. Rồi. Rồi, cảm ơn. Sân bay 1:30 sáng ấy. Có vẻ yên tĩnh như vậy à, gì hình trọng mà đây đón người thân đây. À, bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất đây. Rồi, ra đây đón taxi về sau hành trình 5 ngày 4 đêm ở Tây Bắc về Đông Bắc. Rồi bây giờ lên taxi về nhà sau chuyến bay delay về tới Sài Gòn sáng ngày hôm sau luôn quý vị. À, thị trường là lúc 1:30 sáng.
trước cái công viên Hoàng Văn Thụ nè. Thank you, good night, yeah.